Đến Đài Loan được bao nhiêu lâu rồi và chị làm công việc gì? Tôi đến Đài Loan thì được, nói chung là cũng được nhiều năm rồi. Vâng. Tôi làm hộ lý, tức là vâng. Trong viện dưỡng lão được hơn 7 năm, gần 8 năm. Vâng. Còn đến giúp, đến chăm bà cụ này thì lần này mới được hơn 1 tháng. Vâng, lần này là đến làm giúp việc gia đình đúng không dạ, chị? Vâng, dạ, chăm vâng. Bà cụ này. Thế khi mới sang chị có nhớ nhà không? Và chị có liên lạc với người thân ở Việt Nam không? Mới sang thì ai cũng vậy thôi, xa nhà thì mình nhớ. Vâng. Sang mới, sang lâu thì vẫn nhớ nhà. Vâng. Còn liên lạc với gia đình thì thường xuyên ngày nào cũng... Ngày nào cũng liên lạc đúng không chị? Dạ, vâng. Cũng nhà chủ họ cũng cho mình dùng điện thoại không vấn đề gì đúng không? Vâng, ok. Thế chị có thể... À thế nhà chủ có tốt với chị không? Được cái là gia đình rất tốt. Vâng. Bà cụ cũng tốt. Vâng. Người trong nhà. Vâng. Bà chủ nói chung là đối xử với mình như là người nhà, như con cháu trong nhà thôi, chứ không có phân biệt người làm với lại dạ vâng. Vâng. Thế thì tốt quá. Thế chị cho em hỏi là chị có biết mức thu nhập một tháng chị có thể nói sơ qua công việc của chị trong vòng một ngày là gì không? Bình thường thôi, buổi sáng dậy thì sáng tầm mấy giờ là chị sẽ dậy? Thì nói chung cũng không phải dậy sớm quá. Vâng. Thì ngủ đến tầm khoảng độ 7 giờ, 6 vâng. 7 giờ kém là mới dậy rồi. Rồi ạ. Em dậy thì mình trước hết là mình cái vệ sinh cái của mình, xong rồi vâng. Là đến từ từ sáng là chuẩn bị dọn, nói chung là công việc hàng ngày thôi, sáng vâng. Ra thì quét dọn, dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa, cái rồi chuẩn bị bà cụ dậy thì là vệ sinh cho bà cụ, vâng. Lo cho bà cụ dùng bữa sáng, vâng. Sáng đến trưa thì bà cháu dắt nhau đi chơi đã, vâng. Xong việc thì dắt nhau đi chơi, vâng. Trưa về thì đơn giản nấu ăn rồi mấy. Bây giờ ở đây thì bữa trưa thì chỉ có 3 người ăn thôi. Dạ. Tôi, bà cụ với lại con gái của bà cụ ăn đơn vâng, giản. Vâng, ăn đơn giản. Vâng. Sau đó nghỉ giản. Trưa. Nghỉ trưa. Vâng. Ngày xưa đến chiều thì vậy, chiều thì ngủ trưa dậy mà hai bà con vâng. Ngủ trưa dậy thì à. Cũng chỉ có việc thu gom quần áo rồi giặt giặt bằng máy hết. Vâng. Phơi ra ngoài thu gom rồi xếp sắp. Vâng. Cái việc dọn dẹp nhà cửa thì cũng như ở Việt Nam mình thôi. Vâng. Là ok. Vâng, dạ. Thế thường mấy giờ tối thì chị xong việc? Xong việc sớm lắm. 6 giờ đã xong việc rồi. 7 giờ đã xong, tắm giặt xong rồi là nghỉ ngơi rồi. Dạ vâng, thế thì tốt quá. Thế chị Khang có thể cho em biết là lương của chị sau khi trừ hết tất cả các khoản tiền bao gồm bảo hiểm, phí phục vụ vân vân là được bao nhiêu tiền không? Vâng. 17.000 vâng. Một và tháng là 1.700.000 đúng không chị? Vâng. Vâng. Xem mình nếu mà mình có làm ấy, nếu mình làm thì được tính 1 ngày tăng ca. Tăng ca. Vâng. Nếu mà mình nghỉ 1 ngày như nào đấy thì vâng. Thì còn phí dịch vụ thì dạ vâng. Cố định rồi. Vâng. Thế còn cái bảo hiểm thì mình chỉ đóng cái bảo hiểm y tế. Đúng rồi, bảo hiểm y tế ốm đau mình đi bệnh viện đúng không? Vâng. Còn tất cả các cái khoản khác vâng. Thì bà chủ đã chủ dạ. Là người ta đã vâng. Chi trả cho mình rồi. Vâng. Thế chị cho em hỏi là câu cuối cùng là trước khi kết thúc thì chị có muốn nhắn nhủ gì cho các bạn Việt Nam chuẩn bị sang Đài Loan lao động không? Cái này thì có, tại vì đôi khi á, lắm lúc mình cũng trực tiếp, đôi khi vâng. Người mình quen biết đấy, vâng. Cứ hỏi, nó thật sự bản thân mình về phép đấy, hoặc là về quê chơi ấy, vâng. Người ta cứ bảo lo lắng là đến Đài Loan là thế nọ thế kia bị lừa, vâng. Nhưng cái thực tế là thật sự là không phải, đến đây nó vâng. Khác hoàn toàn. Vâng. Nếu mà không may thôi, tức là cái số hiếm thôi, là mình không may vào tất vâng. Ở đâu cũng thấy Việt Nam vậy, Đài Loan có người vâng. Người kia mà vâng. Hôm nay thì mới vào những chỗ mới là nói chung là đa phần là tốt vâng. Đài Loan họ sống thật vâng thật. Rồi vâng, thế em cảm ơn chị rất nhiều nhá, chúc chị là mạnh khỏe và kiếm được nhiều tiền. Hôm nay thì em đại diện công ty Việt Nam em sang thăm chị và động viên chị nhá, cảm ơn chị rất nhiều. Vâng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin thị trường xuất khẩu lao động các nước. Nếu thấy video thú vị đừng quên bấm like và bấm theo dõi kênh để ủng hộ kênh ra video thường xuyên phục vụ các bạn nhé.